Đó Yes, thì ok. Rồi, anh cảm ơn em rất là nhiều. Vì chúng ta không có nhiều thời gian thì rất là mong mọi người có thể chia sẻ rất là ngắn gọn. Anh cảm ơn Hằng. Điều quan trọng Hằng đã nói được rất là đúng. Cái điểm mạnh nhất của Đăng Linh là gì mọi người? Đó là Linh có một cái định hướng rõ ràng. In cho rằng là Đăng Linh thành công được một phần là bởi vì khi Đăng Linh đến công việc kinh doanh này, Đăng Linh nhìn luôn một mục tiêu nhìn xa một chút. Có thể nói là điểm mạnh lớn của Đăng Linh đã giúp cho Linh thành công, đó là Linh nhìn rõ một cái con đường trở thành Diamond anh chị ạ. Đó là Linh nhìn rõ con đường Diamond. Con đường trở thành Diamond. Đó như là mục mục đích của bạn đấy. Ok. Vậy thì đặt ra câu hỏi khi có nhóm ba người Đăng Linh đã làm gì? Thứ nhất, khi mà Đăng Linh nhìn thấy công việc này nó tiềm năng, bắt đầu Linh làm những một cái nhiệm vụ rất quan trọng, đó là họp lại ba người đó. Đúng nào? Họp lại ba người đó. Và đây là việc ít người làm. Yên thống kê đến ngày hôm nay, những người làm thì sớm muộn sẽ trở thành Diamond. Những người chưa làm thì con đường Diamond còn xa lắm. Chắc chắn anh chị phải họp rồi. Anh chị đánh dấu cái chỗ này ạ. Khi có nhóm 3 người hãy họp. Được không ạ? Hãy họp. Sau đó họp xong thì làm gì? Thì rèn luyện tuyển chéo nhau anh chị. Luyện tuyển. Rèn luyện tuyển. Nói thật là lúc đấy, đấy có tuyển được không? Chưa biết cách tuyển đâu. Đúng không? Có ứng viên còn không biết tuyển đấy. Còn đương nhiên là cho dù là bất kỳ ai đều cần thêm ứng viên anh chị ạ. Anh chị đừng nghĩ rằng là Diamond là người rất nhiều ứng viên, không phải ai cũng đang thiếu ứng viên. Cho nên cái chuyện chúng ta chưa có ứng viên là chuyện bình thường, và vì vậy hãy luyện tập tuyển dụng trước khi trở thành Diamond anh chị ạ. Đấy thì khi Linh có một nhóm ba người, chắc chắn một điều ngày đó Linh đã họp nhóm đó lại, nhóm ba người đó lại, và cùng luyện tuyển để làm gì? Để thạo tuyển trước khi đi tuyển anh chị ạ. Để thạo tuyển trước khi đi tuyển, đó là điều con đường mà Đăng Linh đã trở thành một người sau này, đã trở thành một đội nhóm rất mạnh mẽ với doanh số 1,6 triệu PB. Rồi, em mới kể một người thứ hai, đó là Hồng Giang. Hồng Giang, con đường bắt đầu của Hồng Giang, thú thực anh chị là nó gập ghềnh hơn. À, gập ghềnh hơn. Con đường bắt đầu của Hồng Giang nó cũng gập ghềnh. À, ban đầu thì Yên không có biết nhiều về Hồng Giang, vì vậy Yên không có thời gian quan sát Hồng Giang. À, Yên không có thời gian quan sát Hồng Giang. Nhưng sau này có một cái cơ duyên được làm việc trực tiếp Hồng Giang, Yên cũng quan sát thấy, và ban đầu Hồng Giang cũng có một nhóm vài người. Đấy. Chỉ lúc đó thì chỉ có một mình Giang biết tuyển thôi anh chị nhá. Chỉ có một mình Giang biết tuyển thôi. Ok. Rồi sau đó thì Giang tuyển và lại dạy người ta ra đơn. Cứ vậy, sau một thời gian thì lại xuất hiện một người thông minh hơn một chút. Hồng Giang bắt đầu dạy người ta nghiêm túc hơn một chút, bắt đầu dạy người ta đi tuyển. Như vậy giai đoạn bắt đầu Hồng Giang cũng bắt đầu từ một mình. Cho nên ngày hôm nay nếu như anh chị có nhóm một mình thì rất giống Đăng Linh và Hồng Giang, không có sao cả. Đúng không? Đấy. Cái lúc mà Yên quan sát nhóm Đăng Linh là lúc đó Đăng Linh có khoảng 3 người. Đấy, có khoảng 3 người. Còn Yên quan sát Hải Lý thì Yên cũng biết rằng cho đến ngày hôm nay thì cái người mà Yên quan sát thấy trong cái quá trình gọi là phát triển của Hải Lý, mọi người, trong cái quá trình phát triển của Hải Lý đến bây giờ là có Trang Phạm và Hải Lý. Như vậy Hải Lý cũng xuất phát điểm với nhóm 2 người. Và điều đầu tiên đó là hai bạn đấy cần phải luyện tuyển với nhau, đúng không nào? Hồng Giang ban đầu thì xuất phát có một mình thôi, cho nên luyện với ai? Luyện với Bảo Trợ, luyện với Yên. Để làm gì? Để đi tuyển dụng được. Hồng Giang thì hay ở chỗ là Hồng Giang có một hành trình lúc đầu thì khó tuyển hơn, cho nên Hồng Giang giai đoạn ban đầu thì phát triển nó chậm hơn, cho nên Hồng Giang lại có một cái cơ duyên, đó là luyện tập tuyển dụng trực tiếp với Yên. Còn Đăng Linh và Hải Lý thì đa phần là các bạn ấy sẽ luyện với downline của mình. Đấy là một chi tiết mà chị để ý. Và chắc chắn một điều, không có ai trở thành diamond mà không biết tuyển, đúng không? Không tuyển giỏi. Mà điều đơn giản đó là luyện tuyển. Có thể luyện với bảo trợ của mình hoặc luyện với downline của mình. Đấy là công thức rất đơn giản, đúng không ạ? Thì đấy đến kể sơ bộ anh chị nhá. Nhất định là cần phải có quá trình luyện tuyển, đúng không nào? Luyện tuyển và giỏi tuyển thì hãy ước mơ trở thành diamond. Ok. Rồi. Vậy thì tất cả chúng ta ngày hôm nay, cho dù chúng ta có một mình, cho dù chúng ta có ba người, và nếu chúng ta có trên ba người thì có nghĩa là sao? Chúng ta đang có xuất phát điểm tốt hơn cả Đăng Linh anh chị ạ. Và ai đang có nhóm trên ba người rồi, comment bố chat, đúng không? Comment là tôi, đúng không? Comment số 3 đi. À, trên ba người là comment số 3. Đấy. Thì xin chúc mừng là anh chị đang có xuất phát điểm cao hơn Đăng Linh ngày xưa, và cần là anh chị phải có một cái tham vọng nhất định mình sẽ tạo dựng một đội nhóm lớn hơn cả Đăng Linh bây giờ. Hãy có một cái ước mong như vậy, đúng không? Ước mong như vậy. Đấy. Ok. Đó.
Anh chị comment số 3, ai có nhóm lớn hơn 3 người comment số 3. Còn ai nhóm 1 người comment số 1, 2 người comment số 2, còn 3 người trở lên comment số 3. Để anh chị có thể tự tin là anh chị có thể thành công được giống như Đăng Linh, chỉ cần anh chị quan sát Đăng Linh và sao chép Đăng Linh nha. Ok. Rồi, anh chị muốn biết Yên không ạ? Con đường thành công của Yên ban đầu có một mình. Và sau đó thì Yên dẫn những người bạn của mình đến, thì người bảo trợ của mình tuyển thì gần như không được bao nhiêu cả. Mà việc đầu tiên đó là tự Yên thì không giống như Hồng Giang, cũng không giống như Đăng Linh. Và việc đầu tiên đó là Yên làm gì? Đó là Yên tự mình tuyển mình, tự mình trình bày. Yên ơi, có một công việc như thế này, ông nghĩ sao? Đấy, vậy rất muốn tặng mọi người một bí mật rất quan trọng. Và đây có một thể nói là bí mật, gọi là bí mật. Thực sự, Yên rất muốn mọi người hãy nhớ bí mật này. Yên rất muốn đánh dấu rất là nhiều sao để mọi người nhớ về bí mật này. Nó quan trọng lắm. Và xong, anh chị chuẩn biết xong bí mật này, anh chị làm mọi thứ trở nên sung sướng vô cùng. Không biết bí mật này, anh chị làm việc trong một trạng thái rất vất vả. Anh chị luôn phải giằng co với ứng viên, luôn phải giằng co với downline của mình. Nhưng biết bí mật này, anh chị sẽ đồng hành cùng họ thực hiện ước mơ sung sướng vô cùng. Cho nên anh chị hãy ghi thật là nhiều sao. Đây là bí mật rất quan trọng. Ghi 10 sao vào, vì nó rất quan trọng. Đó là gì? Thay vì thuyết phục. Anh chị hãy đứng cùng phía với họ. Đấy, đúng không ạ? Đứng cùng phía với họ. Rồi quan sát, rồi phân tích, rồi đúc kết. Đấy, anh chị hãy làm như vậy. Mọi thứ trở nên rất dễ dàng nha. Ví dụ, anh chị tuyển dụng sẽ không bảo là ok, cậu ơi có một công việc làm thêm rất hay, hay là làm với tớ đi. Thì nó sẽ hỏi là, thế làm cái gì? Tức là gì? Mỗi thằng một phía. Đây nha, công việc này tôi mô tả, ông quan sát, ông đánh giá nhé. Nó phức tạp hơn rất nhiều. Thay vì thế anh chị sẽ làm một cách rất là đơn giản. Ê này, tôi nghe nói có một công việc làm thêm hay lắm. Anh nghe mình cùng ngồi bàn đi. Đây nha, một cái cách làm kinh doanh như thế này. Đấy, chúng ta bắt đầu mô tả. À, có phải là kinh doanh ngoài kia có những cửa hàng bán lẻ, có những đại lý bán buôn đúng không nào? Đúng. Ông nghĩ là cái cách nào hay hơn? Ví dụ nó bảo là bán lẻ hay hơn, mà tao thì tao thấy bán buôn chứ, đúng không? Thế bắt đầu mình phân tích cho họ, tức là chúng ta cùng họ đánh giá, phân tích, chứ mình không thuyết phục, đúng không? Đấy, thì mọi người đứng cùng phía với họ. Và vì vậy hôm nay Yên sẽ không đứng trên vai trò của người đào tạo. Yên sẽ mô tả lại cái buổi ngày xưa anh Ngọc Anh đào tạo Yên, và chúng ta sẽ cùng đánh giá xem buổi đào tạo đó tại sao lại tạo ra Yên như bây giờ. Và số chị sẵn sàng lắng nghe cái buổi đào tạo năm xưa anh Ngọc Anh đã tạo ra Yên như bây giờ. Hay là gái. Ok, và vì vậy anh chị hãy học giống Yên nhá. Số bút là 1, đúng không ạ? Thứ hai là phải xác định học là phải giỏi nhất thì mới học, còn học giỏi số 2 thì vứt đi, đúng không ạ? Cuộc đời nó chỉ có hai kiểu thôi, một là số 1, hai là bét, đúng không ạ? Không có số 2 gì cả. Nó ngắn đó. Rất rõ ràng, học là phải học xuất sắc nhất, đúng không ạ? Ok. Và cũng có một bí mật trên con đường làm giàu, đó là càng biết ơn buổi học, càng trân trọng buổi học thì bộ não chúng ta càng trở nên thông tuệ một cách kỳ lạ. Chúng ta học được nhiều thứ lắm, và ngày mai chúng ta làm việc cực kỳ phát triển. Ok. Rồi, thì em nhớ là buổi đào tạo hôm đó anh Ngọc Anh có chia sẻ rằng là có 3 phần. Phần đầu tiên anh Ngọc Anh nói về bí quyết thành công. Đấy, anh chị ghi vào bí quyết thành công. Lần đầu tiên trong cuộc đời Yên được biết rằng, Yên được biết một thứ Yên phải nói là mê đến tận bây giờ. Anh Ngọc Anh nói là chúng tôi nghiên cứu và thống kê thấy đây là 3 đặc điểm cơ bản của người thành công mà trong lĩnh vực nào người ta cũng có. Và nhờ 3 đặc điểm này, chỉ cần bạn cài đặt cho mình thì chắc chắn bạn sẽ trở thành diamond. Và lý do bạn chưa trở thành diamond là vì bạn vi phạm một trong 3 điều đó. Anh chị xem đó là gì nhá. Thứ nhất, suy nghĩ tích cực, đúng không? Đầu tiên là suy nghĩ tích cực. Đấy, Yên nhớ anh Ngọc Anh bắt đầu kể trên nghe câu chuyện mà Yên nhớ đến tận bây giờ. Nào, anh chị thử suy nghĩ một điều này nhá. Giả sử, nào anh chị thử suy nghĩ xem. Giả sử chúng ta đi làm về vào trưa nắng vô cùng khát nước, ví dụ thế, ở quê thì hay kiểu đi ra đồng làm ruộng. Và về đến nhà, con chúng ta không chịu đun nước, rót mãi cái siêu nước còn một tí nước, một tí xíu như này. Chúng ta sẽ nhìn với sự biết ơn, mày quá vẫn còn một tí. Hay là cảm thấy tức giận, sự bố mày ở nhà mà không chịu đun nước, chơi suốt cả ngày, đúng không? Vậy thì nhìn vào nửa cốc nước đã hết, phần lớn cốc nước đã hết, hay nhìn vào phần nước vẫn còn. Nào, anh chị sẽ chọn cái gì? Bạn nhớ mãi đến tận bây giờ. Mãi đến tận bây giờ. Và đúng thật, Yên nhớ ngày xưa. Yên nhớ ngày xưa. Thì hồi Yên còn bé tí, bà đi chợ về mà
bà khát nước, bắt đầu bà đi uống nước mà nước hết, mặc dù vẫn còn còn một cốc chẳng hạn, còn một cốc hay nửa cốc, là kiểu gì cũng bị bà quán mắng óp xòm lên đấy. Thì lấy là cái câu chuyện sự thực là như vậy. Và lần đầu tiên trong cuộc đời em ngộ ra hãy nhìn vào phần nước vẫn còn, đúng không ạ? Cho dù nó còn một giọt có được không ạ, vẫn trân quý. Vậy thì công ty Ofem hết hàng, chúng ta sẽ nhìn vào còn một thỏi son hay nhìn vào 100 sản phẩm đã hết? Nào, chúng ta nhìn vào cái gì? Nhìn vào cái gì? Giả sử ngày mai công ty Ofem còn duy nhất một thỏi son, liệu có tin mình thành công không? Có tin không? Đúng không? Cho nên cái đặc điểm đầu tiên trên con đường làm giàu, trên con đường thành công, là cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì hãy suy nghĩ tích cực. Cho dù còn một thỏi son thì hãy biết ơn còn một thỏi son, đúng nào? Đấy, biết ơn còn một thỏi son, may quá vẫn còn một thỏi son. Mà chỉ cần toàn nhóm đúc kết một công thức bán thỏi son đó cho 1 triệu người bán, thế là xong, đúng nào? Đúng thực anh chị, cái mô hình kinh doanh của chúng ta siêu thông minh. Không cần bạn phải bán được hàng nghìn sản phẩm, bạn chỉ cần bán được một sản phẩm và đúc kết nó lại. Bán một sản phẩm và đúc kết nó lại. Đúng nào, anh chị thể hiểu mình xem. Bạn bán được một thỏi son cũng được, một tiếp kem đánh răng cũng được, nhưng nhân ra 1 triệu người bán như bạn đi. Cái nguyên lý của ngành kinh doanh nhượng quyền ra đời, anh chị biết nó dựa trên nguyên lý gì không? Cái nguyên lý nó ra đời như này anh chị ạ. Cái lần đầu tiên ấy, công Standard ấy, ông nghĩ ra cái món gà rán, ông rán cho gia đình mình ăn thì thấy con cháu ăn rất là sung sướng, rất là thích thú, nó rất là khoái. Thông minh tư duy là như này, con mình khoái thì chắc con thằng hàng xóm khoái, cháu mình khoái thì cháu thằng hàng xóm cũng khoái. Ông mới đặt ra một cửa hàng bán, y xì rất đông khách. Và ông nghĩ, ở đây người ta khoái ăn, thì như vậy ở chỗ khác người ta cũng sẽ khoái ăn. Vậy ông mở thêm một cửa hàng nữa, ông thấy cũng rất là đông khách. Và đến một ngày có quá nhiều cửa hàng như vậy, thì ông mới thấy rất vất vả cho việc quản lý. Và ông mới phát hiện ra, lần đầu tiên mình khao khát làm kinh doanh, thì lúc đó mình ao ước có một ai đó dạy mình kinh doanh. Thế bây giờ thay vì mình làm tất ăn cả, mình mở cửa hàng, mình tự thu, tự chi, đúng không? Tự kiếm tiền. Bây giờ mình đi khắp thế gian tìm những người muốn làm kinh doanh và mình dạy cho họ. Và ông bắt đầu đi đến gặp những người phù hợp, ông dạy cho họ. Lần đầu tiên ông dạy, thì ông gặp một cái trở ngại, người ta nói là không, nhưng mà tôi sợ không thành công lắm. Và ông đưa ra lời cam kết. Yên tâm, tôi dạy ông, tôi có bí quyết rồi. Tôi làm rất đông khách đấy, tôi có mấy cửa hàng để đông khách lắm. Anh chỉ cần làm theo những gì tôi hướng dẫn. Nếu thất bại, tôi chịu thất bại với anh. Nhưng nếu thành công, sau này kiếm được 10 đồng trả cho tôi 2 đồng thôi. À không phải, kiếm được 100 đồng trả tôi 2 đồng. À đã trả tôi 7 đồng, nó khoảng độ 7% anh chị ạ, khoảng 7%. Đó. Và nếu như bác Phạm Nhật Vượng hay là bác Đặng Lê Nguyên Vũ nói chúng ta là: "Ê này, Hằng ơi, anh là một siêu sao kinh doanh cà phê, chỉ cho em cách mở quán cà phê 0 đồng, kinh doanh thành công, kiếm được 100.000, trả cho anh 7.000, còn 93.000 em đốt túi. Thất bại bao nhiêu anh bù tiền, liệu chúng ta có sẵn sàng nào không?" Sẵn sàng quá chứ, đúng không ạ? Mà nó rất giống mô hình kinh doanh này của chúng ta, đúng không? Chúng ta có thể đi gặp những người bạn người ta và nói họ như vậy: "Ê này, muốn làm kinh doanh đúng không? Tôi có bí quyết rồi, không phải lo, chắc chắn kiếm được 10 cho đến 100 triệu. Làm thất bại bao nhiêu tiền tôi trả tiền, nhưng thành công không lấy một xu nào cả, bởi vì nhà cung cấp sản phẩm Ofem sẽ trả tiền cho tôi." Đúng không? Chúng ta có thể làm được như vậy với họ không ạ? Không khác gì cả. Đó. Thế thì đấy là một cái phần đầu tiên mà em nhớ đến tận bây giờ. Đó là nhìn vào lượng công đức. Nhìn vào lượng công đức vẫn còn anh chị ạ. Và một cái sau này, sau nhiều năm, em được đi tham gia hội nghị quốc tế và em được nghe một Diamond cô ấy nói: "Cho dù công ty Ofem chỉ còn một thỏi son, tôi vẫn lên Diamond." Vậy em kinh ngạc. Em ngạc nhiên mà họ rất giống với cái câu nói của người thầy đáng kính trong cuộc đời của mình. Đó là anh Ngọc Anh đã chia sẻ. Đó là luôn nhìn vào những mặt tích cực. Và giống như chị đây sẵn sàng nhìn mặt tích cực. Vậy thì cho dù công ty Ofem có hết hàng 100 sản phẩm, đúng không? 200 sản phẩm, 500 sản phẩm, chúng ta vẫn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc, đúng không ạ? Không có vấn đề gì cả. Đấy, thì đấy là tính cách đầu tiên. Không bao giờ kêu ca phản nản. Đấy. Nếu chúng ta có được điều đấy, chúng ta đã có 1/3 khả năng để trở thành Diamond. Rồi, chúng ta sang đặc điểm số 2. Bí quyết số 2 là sống phải có mục tiêu. Mày biết chắc chắn một điều là chúng ta không thể trở thành Diamond nếu chúng ta không thích Diamond. Cho nên ước mơ đầu tiên
khi đến công việc này, nghĩ rằng anh chị hãy đặt ra cho mình mục tiêu. Cho dù hôm nay anh chị là 0%, là 3%, thì hãy cứ nghĩ về diamond đi. Đúng không? Thậm chí em biết rằng nếu chúng ta tập trung vào những mục tiêu lớn thì những mục tiêu nhỏ chúng ta rất dễ đạt được. Hải Lý cũng có một câu nói dựa trên câu nói của Jeff Hicker, đó là nếu ước mơ của bạn đến các vì sao thì chí bạn cũng sẽ đạt đến các tầng mây anh chị ạ. Đó, cho nên cần phải có ước mơ lớn, đúng không? Yên khuyên anh chị này, đặt ước mơ diamond đi, đúng không? Ước mơ tại sao nên có nó trở thành diamond? Bởi vì anh chị sẽ có dòng tiền, tức là anh chị không bao giờ phải lo đồng cấp cái gì cả, không bao giờ có đồng cấp nữa, không có nhóm lẻ cái gì cả. Tóm lại là không cần phải bán, không cần phải tuyến, không cần tuyển anh chị nhá. Đó người ta gọi là thu nhập tự động, sấp xỉ 100 triệu một tháng, đúng không ạ? Tặng một chiếc xe Mercedes đấy. Ok, và bà số chị thì cảm thấy thích thú. Nếu có bí quyết nào đó giúp chúng ta sau 1-2 năm nữa mà có thể trở thành diamond với dòng tiền 100 triệu và được tặng một chiếc xe Mercedes mà không cần phải tuyển dụng thêm, không cần phải bán hàng thêm, chỉ cần khoảng 200 điểm thôi, đúng không? Dùng một chút bán một chút, thậm chí lúc đó có khách hàng thường xuyên rồi, không cần phải bán thêm nhiều đâu, thậm chí dùng cũng đủ, đúng không? Bà số chị cảm thấy rất hứng phấn, rất thích thú nếu chúng ta có một dòng tiền đều đặn, không cần phải tuyển dụng thêm mà chúng ta vẫn có được cái dòng tiền 100 triệu và tặng chiếc xe Mercedes mà rất thích thú thì hay là cái. Ok. Đấy. Thì chúng ta cần phải có mục tiêu anh chị ạ, mục tiêu và giữ lời hứa. Giữ lời hứa. Đấy. Thì cái đặc tính số 2 của người thành công đó là sống phải có mục tiêu. Sống phải có mục tiêu. Mục tiêu là gì? Đấy. Tránh hiện tượng là chúng ta không biết mục tiêu chúng ta hướng tới là gì. Và nếu anh chị chưa có mục tiêu nào thì lời khuyên ở sách dạy đó là nếu chưa có mục tiêu nào thì cứ viết đại diamond cho nó máu, đúng không ạ? Ai hỏi mục tiêu của bạn là gì? Diamond. Ok ạ. Yeah. Nha. Đồng ý, anh chị có thể đạt được goal, đạt được 21, đạt được 12, 15, 21, được. Nhưng chỉ ít phải có chữ diamond. Mà tốt nhất đó là diamond, đúng không ạ? Nghĩ về diamond thì mấy cái chức danh 12, 15 mỗi như con kiến. Mà mọi người biết không? Thú thực là rất nhiều người đã làm như vậy đấy anh chị. À, khi mà nghe bài học này lần xưa, năm xưa anh hỏi Yên ấy. Thú thực là ngày đó thì gà lắm, chưa dám xác định rõ ràng đâu. Nhưng mà thôi. Diamond thấy 100 triệu có vẻ mình lúc đó sinh viên cầm nhiều quá sợ thằng trộm nó giết mình mất. Sợ quá thì đặt mục tiêu là gold thôi. Đấy, ngày đó đặt mục tiêu gold anh chị ạ. Đấy là một cái câu chuyện có thật. Nhưng ý muốn nói là gì? Sau khi đặt mục tiêu gold anh chị biết điều gì xảy ra? Sau khi đặt mục tiêu gold, tất cả chức danh 12, 15, 18, 21, director, tất cả những cái đó incoin bé bằng con kiến. Bởi vì mục tiêu của mình là gold. Và mình nhắm cái huy hiệu màu vàng đấy. Cho nên Yên cũng nói thật, Yên không coi thường chức danh đấy. Những chức danh còn lại, chức danh 12, 15, 18. Nhưng Yên biết chắc chắn rằng mục đích của Yên phải là gold trở lên. Yên nhắm cái huy hiệu màu vàng. Cho nên cái huy hiệu màu xanh, huy hiệu màu trắng, Yên không bao giờ đeo chị ạ. Không phải Yên coi thường, bởi vì mục đích của Yên rất rõ ràng. Đó là mục đích lớn. Và ngày đó Yên còn là một sinh viên với đầy nỗi sợ hãi. Bây giờ Yên hỏi anh chị là anh chị có muốn có một cái huy hiệu không chỉ là màu vàng mà nó còn có viên kim cương không? Mà có sẵn sàng vượt qua mọi chức danh nhỏ nhỏ 3, 6, 9, 15, 18, 21 gì đó director gạt sang một bên, nghĩ luôn về viên kim cương diamond thì mới đeo, trân trọng đến giây phút đó thì mới đeo. Có sẵn sàng không? Đấy là kinh nghiệm của Yên nhé. Yên nghe ngoài anh đến lúc này cái là Yên rõ ràng mục đích luôn. Nhưng rất tiếc ngày đó thì Yên chỉ đặt mục tiêu gold thôi. Và vì vậy Yên phải mất 3 năm rưỡi mới lên được diamond. 3 năm rưỡi. Nhưng lên gold thì rất là nhanh. Yên lên gold rất là nhanh. Đấy. Ngày đó thì Yên chỉ ước mơ là thu nhập $1,000 thôi. Rất là tiếc. Nhưng mà cũng rất là tuyệt vời. Đấy. Và vì vậy thì Yên khuyên anh chị là nếu anh chị có mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu rõ ràng. Đúng không? Mục tiêu rõ ràng là gì? Nào, để lấy ví dụ như này để anh chị biết. Mục tiêu rõ ràng để chúng ta sẵn sàng từ bỏ những thứ không quan trọng. Nên ví dụ giả sử nhá, nào. Mục tiêu của mình, giả sử mục tiêu của mình là thi học sinh giỏi. Ví dụ hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ mấy mọi người? Hôm nay thứ mấy mọi người comment vào chat đi ạ. Ngày thứ mấy ạ? Ví dụ hôm nay thứ tư. Mục tiêu thứ bảy là thi học sinh giỏi. Mục tiêu của mình là vô địch quốc gia hay vô địch tỉnh cũng được.
Thế là hôm nay thằng bạn vừa thất tình nó rủ mình đi ăn thịt chó, có đi ăn không? Có đi ăn không ạ? Đấy, hay là ông bác hay bà cô gì đấy vừa có con chó, vừa bắt được con chó giá rẻ ví dụ thế, hay là hay mình đi xem gì đó có thịt chó. Ăn không ạ? Không mẹ, đèn lắm đúng không ạ? Không ăn, dù thèm tới mấy cũng không ăn, đúng không? Dù có dụ dỗ cũng không ăn, dù có mặt phải có mặt trong buổi cỗ đó. Ví dụ như đây là câu chuyện có thật trong cuộc đời của Yên, thì cũng đã từng tham dự những sự kiện như vậy. Tham dự một bữa cỗ, mở bữa cỗ hôm đó là cỗ thịt chó thì ăn gì? Không thể về được, đúng không? Ăn gì? Kệ người ta ăn thịt chó, còn mình ăn cơm, đúng không? Ăn cơm nước sôi, đúng không ạ? Không sao cả. Mình có mục đích rõ ràng là như vậy. Bà xuống chị sẵn sàng mục đích diamond rõ ràng như vậy hay là đúng không? Đấy, ăn rau đúng không? Rõ ràng là như thế. Không có năng nhằng dây điện gì cả. Mình rõ ràng. Diamond là diamond, đúng không? Vậy thì bất cứ việc gì nó ảnh hưởng đến mục tiêu diamond của mình là gạt nó đi, đúng không? Ví dụ ai đó, ấy này, có vụ làm quả. Đấy. Giống anh hỏi năm xưa, anh rất rõ ràng tôi đến đây để kiếm dòng tiền, không phải đến để kiếm tiền. Vì thế nếu ai đó dụ dỗ tôi, ai đó phỉnh định tôi, ai đó chia sẻ cho tôi một cái cơ hội kiếm tiền trước mắt, tôi sẽ xin lâu ít nhất là 1 đến 3 năm. Bà số chị cam kết trong vòng 1 đến 3 năm này chúng ta chỉ tập trung cho mục đích đó là tạo dòng tiền. Còn muốn kiếm tiền thì sau 3 năm nữa tính sau, sau 1 năm nữa tính sau, bao giờ kiếm được 100 triệu, lúc đó quay trở lại với việc kiếm tiền tính sau. Đúng không? Kiếm tiền chúng ta có tiếp tục 30 năm trong cuộc đời để kiếm tiền không? Thoải mái để kiếm. Không cơ hội này đầy cơ hội khác. Đúng không? Nhưng dòng tiền nó đòi hỏi cái tính kỷ luật. Và bao số anh chị cam kết kỷ luật ít nhất là 1 năm đến 3 năm để trở thành diamond hay lại cả. Đấy nó phải như vậy, đúng không? Thậm chí nó thật anh chị nào mà duy tâm ấy có sẵn sàng không ăn thịt chó trong 1 năm để trở thành diamond không? Ví dụ thế, ăn thịt chó khi nó đen, đúng không? Đấy, hay một cái gì đó mà anh chị có thể đưa ra những lời cam kết, đấy là thể hiện cái tính kỷ luật, tính cam kết của mình, đúng không? Đấy, mục tiêu nó phải rõ ràng. Và đặc tính số 3 đó là tính tập trung. Tính tập trung. Tập trung mục tiêu, đúng không? Có mục tiêu, bước tiếp theo đó là tập trung vào mục tiêu. Đấy, tập trung vào mục tiêu. Đấy, tập trung vào mục tiêu. Tức là gì? Đó là say no với tất cả những tội khác. Bởi vì chúng ta có sự rõ ràng đến đây là dòng tiền chứ không phải kiếm tiền, đúng không? Sau 1 đến 3 năm nữa kiếm tiền tính sau. Bởi vì trên con đường làm giàu nó giống như một vị đạo sĩ tu nhân tu ấy, chắc chắn sẽ bị những cám dỗ và chúng ta không trở thành vị sư chẳng hạn, không trở thành đắc đạo được nếu chúng ta không có một cái tính kỷ luật. Và ở đây Yên cũng rất muốn mọi người hãy suy nghĩ về hình ảnh trồng cây. Nào, mọi người suy nghĩ mà xem. Tại sao Yên lại nói về cái hình ảnh trồng cây? Trồng cây thì gần như là không lỗ, đúng không ạ? Tại vì có phải đầu tư mấy khi đâu. Chúng ta công việc này vậy, có phải đầu tư đâu, có phải mở ra cửa hàng đâu, có thể thuê nhân viên đâu, đúng không? Gần như chúng ta không lỗ. Chỉ cần chúng ta làm đều và có sự kiên nhẫn. Tại sao vậy? Nào. Đây là ví dụ như này để rất muốn anh chị hãy hình tượng hóa về cái hình ảnh này. Cần anh chị hình ảnh về cái việc chúng ta trồng cây. Anh chị hãy nhớ về hình ảnh trồng cây. Chúng ta không bị lỗ đâu, nhưng cần sự đều đặn, cần sự kiên nhẫn. Nào, chúng ta suy nghĩ nhé. Bây giờ có cái cây cổ thụ nào, ví dụ cây lim, cái xà cừ hay một cái cây nấy gỗ nào đó, có bao giờ chúng ta kiểu trồng hôm nay mà ngày mai chúng ta đã hy vọng nó to hết cỡ để rồi chúng ta lấy gỗ và chúng ta xẻ ra thành bàn để chúng ta có thể có một cái bàn làm việc, một cái bàn ăn đẹp được không? Có không ạ? Không bao giờ. Đúng không? Có đồng ý không ạ? Có bao giờ trồng một cái cây lấy gỗ, cây gỗ lim, cây xà cừ hay bất cứ một cái cây bạch đàn, cây gì đó, cây lấy gỗ, theo mọi người chúng ta trồng cây mà lấy gỗ chẳng hạn, để lấy gỗ làm nhà, lấy gỗ làm bàn học chẳng hạn, thì chúng ta phải trồng bao lâu? Và có bao giờ chúng ta trồng ngày hôm nay mà ngày mai chúng ta đã muốn cưa nó ra không ạ? Chẳng có gì mà cưa cả, đúng không? Đó, chúng ta phải tính hàng năm trời, phải xác định. Vậy thì mình muốn sự nghiệp của mình giống như một cái cây gỗ lim, hay là nó giống như cây rau giá, cây cỏ dại,
trồng ngày hôm nay và hy vọng ngày mai, một tuần sau hay một tháng sau đã ra quả. Nào, thế giả sử chúng ta đang trồng một cái cây, thôi cây bạch đàn thì nó đơn giản thôi. Quê anh ngày xưa trồng cây bạch đàn. Nghĩa là gì? Khi chúng ta trồng, chúng ta cần phải sống với cái nghề khác, đúng không nào? Để chúng ta mặc định cái cây đó lớn dần theo năm tháng. Và nó phải là một hành trình dài. Cái sự nghiệp làm giàu nó cũng vậy anh chị ạ. Nếu như chúng ta trồng mà chúng ta suốt ngày ra, chúng ta cứ vặt cái lá nó chén, chúng ta cạo cái vỏ nó đi đun thì nó không lớn được. Chúng ta phải chăm bẵm nó đều đặn, chúng ta sẽ có một sự nghiệp to lớn. Chúng ta vẫn duy trì công việc kế toán, duy trì công việc công nhân, duy trì công việc giáo viên, duy trì công việc kỹ sư của anh chị, đem lại cuộc sống ổn định. Còn trong đó xây dựng một sự nghiệp. Nó giống như mỗi một ngày đều đặn tưới cây, nhưng không phải để ngày mai lấy gỗ, mà sau nhiều năm nữa. Thì ít nhất là anh chị cần phải đều đặn hình ảnh của một người trồng cây, và sau một năm trở ra mới lấy gỗ. Đồng ý không ạ? Sau một năm trở ra. Đấy. Chúng ta không thể, hay là đơn giản chúng ta muốn trồng cây ăn quả, cây hồng xiêm đấy ạ. Chúng ta trồng ngày hôm nay mà hy vọng tuần sau đã ra quả được không ạ? Không có. Đúng nào? Cây mít chẳng hạn, bao giờ sẽ ra quả? Nó phải đủ lớn. Và hãy nhớ một câu nói, chỉ cần nhớ một câu nói đó, đủ nắng hoa sẽ nở. Chân chưa đủ nắng thì hoa chưa nở đâu, đúng không? Đấy, hình ảnh trồng cây và nhớ là đủ nắng, hoa sẽ nở. À, ok, thì đấy là phần đầu tiên. Yên nhớ như Yên, anh Ngọc Anh có nói với Yên về ba điều: một là suy nghĩ tích cực, hai là sống phải có mục tiêu, và ba là phải có sự tập trung, không bị phân tán bởi những cái cơ hội khác, đúng không ạ? À, và sẵn sàng từ bỏ những cái thứ khác. À, ok. Đấy. À, ông Steve Jobs ông nói là tập trung không phải là chỉ làm một việc, mà tập trung là nói không với hàng nghìn việc khác anh chị ạ. À, tập trung không phải là chỉ làm một việc, mà là nói không với hàng nghìn việc khác. Ok. Rồi, sau việc thứ hai Ngọc Anh làm với Yên ngày đó, đó là anh Ngọc Anh nói về cách tính thu nhập. Thì Yên cũng không biết anh chị ngày hôm nay đã học về cách tính thu nhập chưa, nhưng Yên nhớ như in lần đó anh Ngọc Anh dạy Yên điều này. Và may mắn sau lần đấy thì Yên nhớ Yên trở thành một, có thể nói một trong những học trò xuất sắc nhất trong cái buổi cách tính thu nhập đó. Và sau này thì Yên cũng luôn luôn là một trong leader, 115 người gọi là có thể nói là am hiểu về cách tính thu nhập nhất hiện nay. Đấy. Yên không biết anh chị có sẵn sàng học những điều anh Ngọc Anh dạy Yên không, nhưng đích xác phần thứ hai Ngọc Anh dạy đó là cách tính thu nhập. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng làm cái bài tập này. Sẽ có hai ví dụ. Ví dụ đầu tiên đó là tính thu nhập của một người, anh chị vẽ vào sổ, một người 9%, cơ cấu là 6 chân. Tại sao? Tại vì Yên muốn nói về Diamond. Đấy, có 6 chân, 3%. Mặc dù hiện nay chúng ta chiến lược là không xây 6 chân một lúc, nhưng Yên muốn mọi người làm quen với cách tính thu nhập, đúng không ạ? Tính thu nhập của một người 9%, điểm cá nhân 225 PB, 6 người này mỗi người 225 PB. Nhanh chóng, bây giờ chúng ta có 1 phút để chúng ta ghi vào sổ, chép cái sơ đồ này mà tính thu nhập, đúng không ạ? Ok, ai ra đáp án rồi thì comment vào ổ chat. 3 người trở ra có đáp án thì Yên sẽ trả lời, đúng không ạ? Ok, mọi người chép vào sổ nhá. Bắt đầu, chúng ta có 1-2 phút bắt đầu. Còn nếu mà ai không biết cách tính thì cứ chép vào sổ đã, đúng không ạ? Chép xong thì comment ô chat là chép xong. Đấy. Còn nếu mà chép xong mà tính được thì tính ra kết quả, comment ô chat. Kết quả của một người 9%. Đấy. Cách tính thu nhập của một người 9%, cơ cấu như vậy thì tính thu nhập như thế nào, đúng không ạ? Một điểm khoảng 13.750 đồng anh chị nhé. Một điểm khoảng 13.750 đồng anh chị tính thu nhập. Ok, ai đã xong thì comment vào ô chat. Nào, thu nhập của người này là bao nhiêu tiền? Yên đang chờ ở trên ô chat nhá. À, một số người đã chép xong rồi đúng không ạ? Một số người tính ra là 1.391 đồng. Tuyệt vời quá, bạn nào đây? Xuất sắc thế. Bùi Hương Thoa 1.365 đồng. Tuyệt vời quá. Tiếp tục đi ạ, anh chị comment đi ạ.
Ok, toàn nhóm này là bao nhiêu PP ạ? 1.575 PP đúng không ạ? Chúng ta tính thu nhập. À, chị Tám, một giáo viên kế toán, tính ra là 1.392.000. À, Trần Tiến Đạt tính ra 1.365.000, tuyệt vời. À, Đào Hảo tính ra 1.113.750 đồng. Ok, rồi. Bạn Thanh Nga tính ra, chị Thanh Nga tính ra là 1.385.000. Nguyễn Hiền Hà Nam tính ra 1.378.000. Hồng Diên tính ra 1.413.000. Tiếp đi ạ, mọi người tiếp tục đi ạ. Chị Kim Đức tính ra 1.392.000. Ok, tuyệt vời. Yes, rất là tuyệt vời. Trung Lê tính ra 1.390.000 một PP. Một PP mấy tớ bảo trợ ơi. Tuấn Tú Quảng Bình, một PP là 13.750 đồng nhá. Văn Mạnh tính ra 1.392.000. Văn Mạnh được coi là một trong những siêu sao trong cái phần tính thu nhập này. Đấy, rất là tuyệt vời. Xuân Trường Đặng tính ra 1.299.000. Ok, Phạm Hưng tính ra 1.139.100 đồng. Rồi, Vũ Nguyên tính ra 1.395.000. Rồi, rất là tuyệt vời. Tiếp đi ạ. Mọi người tiếp tục comment vào chat đi ạ. Rồi. Yên nhớ là ngày đó anh Ngọc Anh tính ra con số này và anh không biết là anh Ngọc Anh có dụng ý gì, nhưng biết chắc chắn một điều là khi chúng ta thấu hiểu hơn về kế hoạch thành công, chúng ta cơ hội lên Diamond tốt hơn. Ít nhất là đã tạo ra Yên trở thành một trong những người xuất sắc nhất Hà Nội ngày đó, đúng không ạ? Trở thành một trong những người đầu tiên là sinh viên đã trở thành Diamond, sở hữu xe hơi. Và đến bây giờ Yên vẫn là một trong những người có nhiều xe hơi, được công ty Ofen tặng nhiều xe hơi nhất. Cho nên chỉ cần anh chị làm cùng Yên, đúng không ạ? Yên chẳng biết, nhưng mà Yên tin tưởng tuyệt đối những gì anh Ngọc Anh dạy. Và vì thế, anh chị cứ tin tưởng vào những gì mà chúng ta học ngày hôm nay, rất có thể nó có ý nghĩa cho tương lai. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và đáp án của chúng ta như sau. Tuyệt vời. Tin vui là chúng ta đang là một trong đội nhóm có thể nói là có một cái khả năng tính toán xuất sắc nhất hiện nay. Đấy. Đây. Tính thu nhập nhá, chúng ta sẽ lấy phần trăm trừ phần trăm nhân doanh số anh chị nhá. Muốn tính thu nhập chúng ta hưởng trên nhóm thứ nhất bao nhiêu? Lấy 9% trừ 3% nhân doanh số là 225, đúng không ạ? Doanh số. Nếu như con số này nó lên tới 450 được không? Vẫn là 450 đúng không ạ? Và nhân 13.750 đồng. Thì trung bình mỗi một nhóm chúng ta được hưởng 186.000, đúng không ạ? Tương tự như vậy nhóm thứ hai, nhóm thứ sáu. Và cá nhân chúng ta bán 225 điểm thì được 9% của cả cái nhóm đó, đúng không ạ? Anh chị nhớ nha. Thì riêng cá nhân mình cho lên đấy, doanh số cá nhân mà càng lớn thì thu nhập càng cao. Ok. Vậy tổng trong trường hợp này thu nhập xấp xỉ 1,4 triệu. Ok. À, và tin vui là có khá là nhiều anh chị tính chính xác, in ước tính là khoảng trên 90%. Và tin vui anh chị đang là một trong đội nhóm S21, đang là một trong đội nhóm thông minh nhất hiện nay, một đội nhóm xuất sắc nhất hiện nay. Rồi, hay là chúc mừng anh chị thật xuất sắc. Còn ai chưa chính xác không sao cả, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn ở bài toán số 2. Rồi, chúng ta cùng đến bài toán số 2 anh chị nhá. Bài toán số 2 trong một tình huống tiếp tục lại là 6 chân 21 như sau. 6 chân 21 như sau. À, chúng ta cùng xem một cái ví dụ tiếp theo. Trong trường hợp xin lỗi, đâu nhỉ? Ok, đây. Trong một trường hợp cũng lại 6 chân. Tính thu nhập của một bạn như sau. Đấy, anh chị để ý này. Đây là một cái công thức của một người, người ta xây một phát 6 chân luôn, 3%. Tháng sau giúp cho ba người này, mỗi người 3% này lên 9%. Easy như mình, thế là bởi 21 luôn. Đấy. Vậy chúng ta tính thu nhập của một người 21%, điểm cá nhân 550 điểm. Mỗi người 9 này là 1.575 điểm. Đấy, và bây giờ chúng ta tính thu nhập, đúng không ạ? Trong trường hợp này bao nhiêu tiền thu nhập của người 21 này? Chúng ta thêm 2 phút nữa bắt đầu. Nào. Wow. Ok, bắt đầu nhá. Bài toán số 2 rồi đấy anh chị ạ. Bài toán 2. Ok. Năm xưa anh Ngọc Anh dạy đến phần này. Vậy em cảm thấy rất là thú vị. Cảm thấy rất là thú vị. Chú Điện sẽ giải thích một số thứ còn thú vị hơn nữa về cái cách tính thu nhập này. Nào, ai đã sẵn sàng mọi người comment vào chat. Ai đã ra đáp án rồi? Wow, đã có người ra đáp án 17.180.000. Ai mà siêu vậy? Nhanh thế. Hiệp Vân. Wow, tuyệt vời. Diamond tương lai. Tiếp tục đi. Không biết đúng hay sai nhá. Anh chị tiếp tục nào. 14.742.000. Giảng viên của chúng ta Minh Hiền, đúng không ạ? Bạn Minh Huệ đáp án là 18.900.000.
Văn Mạnh là 17.180.000. Tiếp tục đi ạ. Giảng viên kế toán 16.273.000. Ok, tiếp tục đi ạ. Tuyệt vời quá. Điểm cá nhân lúc này là 550 điểm mọi người nhá. Điểm cá nhân là 550 điểm. Ánh Ngọc Cần Thơ 17.117.000. Ok, tiếp tục đi ạ. Rồi. Bạn này có số rất đẹp, 16.867.000. Rồi. Bạn Thanh Nga là 17.180.000. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp tục đi ạ. Nếu như ai không hiểu, comment không hiểu. Ai không hiểu thì comment không hiểu cũng được, không sao cả. Chúng ta là những người bạn, đúng không? Chúng ta sẽ giúp nhau để hiểu, đúng không? Linh Mon trả lời là 17.180.625 đồng. Wow, quá là chi tiết luôn. 17.186.250 đồng. À, chưa hiểu cách tính. Tấn Tú Quảng Bình chưa hiểu, không sao, một chút nữa sẽ hiểu thôi. Chị chưa hiểu được, không sao cả. Cơ hội để có thể hiểu, đúng không? Tốt, tuyệt vời. Tiếp tục đi ạ. Không hiểu, học hình không hiểu. Ok. 14.145.000. Thắm Long 17.440.000. Rồi, tiếp tục. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đây, đáp án thì sao? Ai không hiểu cũng không sao cả. Thật ra đầy người không hiểu vẫn lên được Diamond, nhưng chắc chắn một điều hiểu sẽ giúp chúng ta lên Diamond nhanh hơn. Đó. Cho nên anh chị tin vui là nếu mà không hiểu thì vẫn lên được Diamond, nhưng mà nếu mà hiểu thì có thể lên Diamond nhanh hơn. Ok. Đây, cách tính thu nhập như sau. Đây là cái cách tính thu nhập, nó rất giống với kinh doanh truyền thống thôi anh chị ạ. Giống như kiểu chúng ta nhập một khoản doanh số khoảng 150 triệu đúng không, tiền hàng. Chúng ta về bán lại cho 6 đại lý, mỗi đại lý người ta nhập một lượng hàng khoảng 2-30 triệu đúng không? Vậy chúng ta chiết khấu cho họ 9%, mình hưởng 21. Vậy thì lấy thu nhập sẽ được tính là chênh lệch về mặt chiết khấu giữa mình và các đại lý đúng không? Ví dụ 21 trừ 9 nhân với lại doanh số là điểm nhân với lại 13.750 đồng. À, 13.750 đồng. À, thì cái doanh số này chính là công ty OFM thu tiền của chúng ta về, họ sẽ nộp thuế nhà nước, phần còn lại tính là doanh số anh chị nhé. Ví dụ 100 điểm tương ứng là khoảng 1,4 triệu hơn một chút, thì họ sẽ đóng thuế nhà nước 10%, còn lại 90% họ sẽ gọi là doanh số, và họ sẽ chi trả doanh số đó, dựa trên doanh số đó để chi trả thu nhập của chúng ta khi xây dựng đội nhóm kinh doanh. Ok. Đấy. Thế thì thu nhập chúng ta cứ hưởng là chênh lệch giữa mình và em và các nhóm, 21 trừ 9 nhân doanh số, được không ạ? Đấy, một số anh chị chưa hiểu như là chị Sáu hay là bạn Tuấn Tú gì đấy, nếu mà đã hiểu rồi thì comment đã hiểu để động viên yên, còn nếu chưa hiểu thì comment tiếp là vẫn chưa hiểu gì, đúng không? Để ngày mai yên có thể gọi điện trực tiếp cũng được. Đấy, còn nếu như mai vẫn chưa hiểu thì gọi điện trực tiếp cho yên nhá. Nếu đã hiểu rồi thì comment chữ đã hiểu, ok không ạ? Đấy, còn chưa hiểu thì ghi số điện thoại của yên lại là 0983290369 để ngày mai gọi điện cho yên và yên giải thích, đúng không ạ? Rất muốn tham vọng là đội nhóm chúng ta gần 500 người này ai cũng thạo công thức này, đúng không? Thế thì riêng điểm cá nhân này, 550 điểm này, thì vì chúng ta hưởng 21% mà, do chúng ta bán nó giống như kiểu đây là cửa hàng bán buôn nhưng vẫn bán lẻ, đúng không? Vẫn bán lẻ 550 điểm, đúng không? Chúng ta là một đại lý bán buôn, chúng ta đổ buôn cho các đại lý bán lẻ khác, mà riêng chúng ta vẫn long ton có vài khách lẻ, ví dụ đứa hàng xóm nó sang mua bánh kẹo, thì đương nhiên chúng ta bán theo giá niêm yết của công ty, đúng không? Thế là chúng ta cũng hưởng một cái doanh số bán buôn anh chị ạ. Mà riêng doanh số bán buôn chúng ta được hưởng trọn vẹn 21% bởi vì không phải chia cho ai cả, đúng không? Đấy. Thì trong ví dụ này chúng ta sẽ có thu nhập từng đại lý là 2.6 triệu, riêng cá nhân mình 550 điểm thôi, thu nhập 1.6 triệu, tổng lúc này khoảng 17.2 triệu. Đấy. Cho nên là những ai có con số gần như vậy xin chúc mừng, và ai chưa có con số đó thì nhìn lại một lần nữa để làm tốt hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều đến phần thứ hai, phần cách tính thu nhập. Bao số anh chị cảm thấy phần này rất thú vị hay lại? Ok, phần này rất là thú vị, Yên rất là thích. Vì năm xưa là Yên nhớ là học phần này mình cảm thấy sung sướng. Sung sướng. Tại sao? Tại vì Yên muốn tiết lộ thêm anh chị một số thứ thú vị nữa. Nào. Yên hỏi thật nha. Theo anh chị thì đây là một số thứ anh chị có thể ghi nhớ này. Ví dụ giả sử chúng ta mở công ty. Nào, khi anh chị mở công ty, anh chị có thích là nhân viên của mình thu nhập bị giới hạn hay là vô hạn? Yên hỏi thật anh chị, là một người làm ông chủ, anh chị thích là nhân viên của mình có cơ hội thu nhập giới hạn hay vô hạn? Thích nhá, vô hạn đúng không? Ok, tốt. Đấy là những ông chủ tuyệt vời đúng không? Rất mong là người ta có thu nhập không giới hạn. Chứ giới hạn thì sao? Đến một ngày nào đó thu nhập không xứng đáng với tài năng của người ta sẽ bỏ việc đúng không? Và chúng ta lại phải đi tìm nhân sự mới. Ok,
Vậy thì cái cách chúng ta trả thu nhập cho người ta làm sao vô hạn, để làm gì? Để người ta sẵn sàng gắn bó trọn đời, và như vậy là mình sẽ có một nhân sự trọn đời, đúng không? Đấy, đúng không? Chúng ta rất thích là không có giới hạn, tức là vô hạn, đúng không? Rồi. Thế nhưng thế giữa một cái người gọi là một cái người làm việc chăm chỉ, ha, chăm chỉ và người lười, một người chăm chỉ và một người lười. Đấy. Anh chị làm thế nào? Anh chị thích gọi là có một cái công thức rất công bằng, hay là đấy, nếu như chúng ta mở kinh doanh truyền thống chứ, giờ hai thằng học vị nó giống nhau, một thằng trước đây thì đã từng làm rất đỉnh, doanh số rất tốt, nhưng bây giờ nó lười, thế liệu có trả lương nó cao nữa không? Nó trước đây em là khai quốc công thần, đúng không? Ví dụ thế. À, khó nhỉ. Rồi tiếp nữa, trường hợp là con ông cháu cha thì sao? Nghe là con ông cháu cha thì sao? Đấy. Vậy thì anh chị có mong muốn là có một cái công thức trả thu nhập mà cho dù ông là ai, ông là con ông cháu cha hay không, thì ông cứ áp đúng công thức như vậy, đúng không? Thu nhập nó sẽ ra. Đấy. Thì nó hay hơn rất nhiều, đúng không? Anh chị có mong muốn là thu nhập của những người đi sau có thể vượt những người đi trước không? Đúng không? Đấy. Thu nhập người đi sau có thể vượt những người đi trước không? Nào. Anh chị có mong muốn tạo ra một công ty mà nhân viên mới vào người ta có cơ hội thu nhập cao hơn những người đi trước không? Đúng không ạ? Có chứ, đúng không ạ? Như vậy thì mới kích thích nhau phát triển chứ, đúng không ạ? Và công việc kinh doanh này là như vậy. Chứ nếu làm chuyên doanh truyền thống khó lắm. Tôi có kinh nghiệm, mặc dù sức khỏe tôi yếu, nhưng tôi lại có kinh nghiệm nhiều hơn, tôi xứng đáng với lương cao chứ. Đấy. Rất là khó. Cho nên thực sự là Yên nói thật, Yên nhớ là năm xưa ấy, khi mà Yên vẽ ra cái mô hình, Yên vẽ một cái kênh thu nhập này, Yên mê hoặc, bởi vì nó quá thông minh. Yên cũng có một người bạn học chuyên toán, đó là bạn Trang Nguyễn, bạn ấy nghe xong về thu nhập này, bạn ấy mê luôn, bạn ấy nói tuyệt vời, đây là một sơ đồ, đây là một cách tính thu nhập vô cùng thông minh. Nếu chúng ta có thể áp dụng điều đó trong kinh doanh truyền thống, trong việc thuê mướn nhân viên càng tốt, đúng không? Nhân viên của chúng ta có thể có thu nhập lên tới hàng trăm triệu, 500 triệu, thậm chí 1 tỷ một tháng, mà không ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty, đúng không? Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, xứng đáng, thì tuyệt vời, không ạ? Họ càng có nhiều kinh nghiệm, thu nhập họ càng cao, đúng không? Họ càng gắn bó lâu dài. Và họ thấy rằng cái cơ hội họ làm với mình, hợp tác với nhau, thì thu nhập cao hơn cái việc họ tự mở cửa hàng, họ tự mở công ty. Thì họ sẽ ở lại với chúng ta suốt đời. Và doanh nghiệp đang ngày càng lớn mạnh, đúng không? Đấy. Và thế giới bây giờ là thế giới phẳng, anh chị ạ. Thế giới phẳng. Nó không còn cái tính thế giới phẳng rồi. Tức là gì? Bây giờ thế giới này là một, toàn cầu là một, anh chị ạ. Hãy hợp tác với nhau, thay vì làm tất ăn cả, đúng không? Thay vì làm tất ăn cả. Đấy. Hãy hợp tác với nhau, hãy giúp đỡ lẫn nhau, hãy tạo ra một cái thế giới cộng đồng mà cùng chia sẻ những cái lợi ích làm giàu với nhau. Ví dụ công ty Oifem chuyên lo về phần sản xuất sản phẩm, đúng không? Các chi nhánh, các văn phòng, các nhân viên công ty chuyên lo về phần dịch vụ và hỗ trợ, đúng không? Còn chúng ta chuyên lo về những ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh, những chiến lược về marketing, những cái chiến lược để làm việc hiệu quả. Như vậy tất cả các bên đều có lợi, đúng không? À, như vậy là xã hội ngày càng phát triển dựa trên việc sự hợp tác lẫn nhau, thay vì chúng ta làm tất ăn cả, đúng không? Giống như cái ao nước tù ấy, cái ao nước mà chỉ biết nhận thôi, không sẵn sàng cho đi, thì ao nước đó sau này nó trở thành một ao nước tù. Những cái gì mà chúng ta làm ngày mai, chúng ta mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ người khác. Bao số chị sẵn sàng làm giàu vì mình, nhưng sẵn sàng giúp đỡ downline của mình 2 like. Rồi, không chỉ downline của mình mà sẵn sàng giúp đỡ downline của người khác 2 like. Ok, không chỉ downline của người khác mà sẵn sàng giúp đỡ công ty để công ty trở thành một công ty xuất sắc và có thể đóng góp được thật nhiều những cái giá trị vào cộng đồng. Ví dụ, giúp được rất nhiều người có ước mơ làm kinh doanh và họ có cơ hội làm kinh doanh không vốn. Có rất nhiều người gặp vấn đề về sức khỏe, họ biết tới sản phẩm nhờ cái quá trình mình lao động, mình đọc sách, mình nghiên cứu để tạo ra, để có thể tư vấn cho người ta những sản phẩm về dinh dưỡng, về wellness tốt nhất. Bao số anh chị sẵn sàng lao động để cống hiến, để có thể giúp cho xã hội chúng ta trở nên tốt đẹp hơn hay là? Ok. Nếu chúng ta làm được điều đó, nếu chúng ta thực sự hạnh phúc với điều đó, thì công việc này là một trong công việc tuyệt vời nhất để chúng ta làm. Ok. Rồi, và điều cuối cùng anh nói với Yên đó là gì? Vậy thì bây giờ chúng ta cần có kế hoạch mục tiêu. Đấy. Đầu tiên chúng ta phải vẽ ra cho mình một lộ trình đây, và Yên thấy rất tâm đắc mình điều này. Thật ra năm xưa thì Yên chưa có được sự rõ ràng này, nhưng bây giờ thì Yên cảm thấy rất là tuyệt vời. Yên kể cho anh chị nghe hai cái câu chuyện của Yên, hai cái bài học ban đầu. Đầu tiên là cái lộ trình 21 của Yên nhé. Tại sao Yên có một cái hành trình chông gai
9 tháng mới lên 21. Và đây là một bí mật mà ngày hôm trước Yên đã hứa với anh chị là một ngày nào đó có duyên Yên sẽ kể cho anh chị hai bài học xương máu khi lên 21. Bài học đầu tiên anh chị ạ, đó là khi Yên mới đến công việc này. Mới đến công việc này. Và Yên thấy Yên bán rất là kém và Yên lao vào tuyển. Mà khi Yên tuyển rất là nhiều. Thật ra nhiều là bao nhiêu đâu, ngày đó cũng tuyển được khoảng độ nhóm tạo ra nhóm khoảng 30 người. 30 người. Nhưng mà không lên 21. Thế sau đó thấy một cái nhóm khác. 30 người. Người ta bán hàng siêu lắm, thế là người ta về 21. Và đây bây giờ mình làm nào? Nhóm mình đây là nhóm Hà Nội, đây là nhóm Hà Nội nha. Đây nhóm Hà Nội. Thế mình ở quê lên thì bây giờ làm nào? Mình chỉ biết ở quê toàn đi chân châu đây đúng không? Chân châu có đánh son không ạ? Đi chân châu có bôi kem dưỡng da không ạ? Ít lắm. Đấy. Cho nên tụi Yên toàn bán sữa rửa mặt với lại sữa tắm thôi. Chẳng bao giờ bán son hay nước hoa gì cả. Mẹ của Yên cũng chẳng bao giờ dùng. Thế là chúng nó thì bán được cho mẹ chúng nó. Chúng nó nhờ mẹ chúng nó bán hộ, nhưng mà tụi Yên thì chịu. Thì phải làm nào? Làm nào? Về nhớ ngày đấy, Yên phải làm một cái thứ rất là dũng cảm. Yên phải làm. Đó là đội nhóm của Yên bán hàng rất là kém. Mà bây giờ Yên nghĩ là mình bây giờ chỉ có một cách duy nhất thôi. Đó là Yên nhìn thấy ở thị trường lúc đó có một cái nơi mà rất quy tụ rất nhiều người làm đẹp. Theo anh chị là xã hội xung quanh chúng ta mà tràn lan đâu đâu cũng có, mà rất là phổ biến, có một cái nơi quy tụ nhiều người có nhu cầu làm đẹp cao nhất, theo anh chị đó là cái gì? Đó là chỗ nào? À, tiệm cắt tóc, chính xác. Rất là cảm ơn bạn Tường Nhân, giống Yên. Ngày đó Yên cũng nghĩ thấy. À, tại vì đến nơi đó toàn thấy là sơn móng chân, móng tay, nào nước hoa, nào ăn mặc rất là sang chảnh. Vậy nghĩ đây là một nơi mà mình nên đến. Thế bắt đầu làm một cái việc, mà việc này phải nói là cực kỳ đau khổ. Theo mọi người thì cái đội nhóm nông dân, một đội nhóm nhà quê như tụi Yên mà bảo là đi vào những cái nơi cắt tóc gội đầu như vậy, thậm chí mình chẳng bao giờ cắt tóc ở những cái tiệm như vậy, thì có là việc dễ hay khó theo anh chị? Là việc rất khó đúng không? Và tụi Yên phải vượt qua rất nhiều những cái trở ngại. Tuy nhiên muốn giàu có thì phải làm đúng không? Có cách nào không? Không cách nào cả. Anh chị ghi lại. Ngày đó Yên đã đưa ra một cái nguyên tắc rất là rõ ràng. À, muốn giàu có khó phải làm. Muốn giàu có đúng không? Muốn giàu có thì khó cũng phải làm. Không cách nào cả. Vào. Đầy sợ hãi. Thật anh chị, đầy sợ hãi. Vẫn phải làm. Được không ạ? Thế anh chị là làm một cái điều sợ hãi này có tốt không? Mà anh chị nghĩ là nếu mình vượt qua nỗi sợ hãi làm như vậy thì rất là tốt. Hay là cái? Rất tốt. Nhưng tin buồn, nó là rất chết. Nhà viên, toi. Đấy, tức là phải làm một cái thứ mình rất sợ hãi nhưng mà nhóm lại dụng tiếp. Đấy, đấy là một điều đau khổ. Bởi vì mình không biết công thức 21% là bao nhiêu người. Mình có nhóm 30 người rồi, thấy người ta 30 người, mình chưa lên đến mốt, mình cảm thấy đau khổ. Mình định hướng nhóm là phải đi bán hàng. Mà cuối cùng nhóm dụng. Dụng là tạm. Thế này bây giờ làm nào? Tuyển đã tuyển rồi mà cũng vẫn không lên đến mốt. Nào đi bán thì nhóm lại dụng tiếp. Thế bây giờ làm nào anh chị? Chị thấy nó đau khổ. Rất đau khổ. Ngày đó bế tắc. Rất đau khổ. Đấy là cái câu chuyện của Yên. Và rồi Yên nhận thấy không được rồi, con đường bán này không dẫn tới mình thành công được rồi. Mình phải quay trở lại với. Thế bắt đầu Yên mới quyết định. Ngày đó tuyển 30 người nghĩ là nhiều, bây giờ phải tuyển mạnh hơn nữa. Anh nhớ là lúc đó Yên tạo ra một đội nhóm. Bắt đầu làm việc, anh chị biết không? À, sau khi mà thay đổi chiến lược 1,5 tháng từ nhóm 30 người lên nhóm 150 người. Thế là về 21. 150 người về 21%, tại vì toàn sinh viên. Em bắt đầu họp 30 người này. 30 người, nhưng mà lúc đó như dụng chắc còn khoảng 10 người. 30 người, không lên được. Dụng, sau khi đi bán hàng, dụng còn 10 người. Đẹp trai. Ai đẹp trai? Dụng còn 10 người. Mà cả 10 người này. Họp 10 người đó, đi tuyển. Tuyển và nhanh chóng nhóm thành 50 người. Và nhớ là Yên bắt đầu Yên có một cái khả năng rất là may mắn, đó là lúc đó Yên làm được một cái thứ, đó là khả năng chốt dẫn ứng viên. Và khi nhóm 10 người bắt đầu Yên mới làm được một cái thứ, đó là
Tại vì mạnh, mạnh tức là gì? Mạnh tức là phải rắn. Tôi yên hiểu một điều là nếu mà không có tuyển dụng chẳng có thành công gì cả. Chỉ có cách là phải dẫn viên, chỉ có cách là đi tuyển dụng. Phải nhớ là sau mỗi buổi họp 10 người Yến bắt đầu chốt, cả 10 người dẫn viên. Đấy, cả 10 người ngày mai dẫn viên. Sau đó đến một ngày nhóm có 50 người. Anh chị biết không? Cả 50 người dẫn viên. Ngày hôm sau. Mình nhớ là có những hôm một ngày tăng 20 người. Ừ, dở ẹp rồi đừng ăn nữa. Cút cửa đi. Đi vô mày rửa tay cho. Đấy, một ngày tăng 20 người. Đi vô rửa tay. Và xin chị thích một ngày mình tăng 20 người hay là cả. À, xin nhờ các anh chị cô hót có thể tắt âm giúp Yên nhé. Yên sẽ làm việc thêm anh chị khoảng độ 5-10 phút nữa. Sau đó thì đến phần tiếp theo của Hải Lý, phần còn rất hay nữa. Ok. Rồi. Thế thì quan trọng ở đây là gì? Đó là chốt của khẽn rắn. Đúng không nào? Mà theo anh chị là trở thành diamond thì có khả năng tuyển dụng hay không ạ? Theo anh chị, muốn trở thành diamond có khả năng tuyển dụng hay không ạ? Có đúng không ạ? Người trở thành diamond thì theo anh chị có phải là người uy tín hay không uy tín ạ? Uy tín không ạ? Uy tín đúng không? Chắc chắn là phải uy tín thôi. Không uy tín không thể trở thành diamond được. Sống mà không uy tín không thành diamond được đâu. Vậy thì hỏi lại một lần nữa. Thế thì nếu như ngày hôm nay chỉ có duy nhất buổi ngày hôm nay thôi, thì đưa ra một lời kêu gọi là ngày mai nhất định chúng ta cần phải tuyển được một người. Không tuyển được tối mai nhịn cơm. Bao số anh chị cam kết nhất định ngày mai sẽ tuyển được một người. Tuyển xong đăng ký luôn, đúng không? Tạo ra một cơn mưa đăng ký này. Làm sao cho ngày mai anh chị Vân chị để đăng ký một cái sự tăng trưởng, một cách đột phá đi. Bao số anh chị cam kết hay là phải hứa nha, đúng không? Hứa mà không làm là không uy tín. Và những gì chúng ta không uy tín có thể sau này chúng ta sẽ hại đời mình đấy. Nên đừng cam kết khi chúng ta chưa, đừng có lười thực hiện khi chúng ta đã hứa, đúng không? Mà chắc chắn một điều, trở thành diamond nhất định phải tuyển giỏi, không có cách nào khác. Và có một bí mật trên con đường làm giàu, đó là anh chị muốn đi, đừng nghĩ về điều khó khăn, muốn vũ trụ sẽ giúp, đúng không? Hãy rõ ràng với mong muốn của mình. Thậm chí anh chị có thể dùng lòng biết ơn. Biết ơn ngày mai mình sẽ tuyển được một cộng tác viên rất thông minh, đúng không? Hãy biết ơn, hãy thật tâm với điều đấy, hãy khao khát điều đấy, hãy thực sự biết ơn những điều tuyệt vời sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình, và điều đó sẽ xảy ra vào ngày mai. Ok, thì đó là một cái bài học mà Yên muốn nhắc lại mọi người. Thế thì Yên nhớ là có những ngày, một ngày nhóm Yên tăng 20 người, tức là ngày đó phải tuyển được, phải dẫn khoảng 30-40 ứng viên. Quan trọng nhất là nhà là sự chốt rắn, quan trọng nhất là sự cứng rắn. Vậy anh tin tưởng rằng gần 500 người này, nếu anh chị là người uy tín, ngày mai Yên sẽ là người tiên phong tuyển dụng một người trước. Yên sẽ là người cam kết. Nào, Yên nhắc lại, ai cam kết với Yên tiếp tục comment một chat. Ai cam kết? Bởi vì đây là việc chắc chắn rồi, chúng ta biết con đường thành công của Đăng Linh, đúng không? Khi có nhóm 3 người thì việc đầu tiên là ba cái ông này phải thạo tuyển đã, không có lăng nhăng dây điện gì cả, đúng không? Hồng Giang muốn trở thành diamond thì điều đầu tiên đó là Hồng Giang phải luyện tuyển với Yên đã, đúng không? Còn Yên muốn trở thành diamond thì việc đầu tiên là Yên tự tuyển mình đã, đúng không? Không có cách nào khác. Cam kết, đúng không? Cam kết, không có lựa chọn nào khác. Dù Yên có yêu mến tới mấy đi chăng nữa, thậm chí có là em trai của Yên, em gái của Yên, bố Yên, mẹ Yên thì vẫn cần phải tuyển để trở thành diamond, không có cách nào khác. Đúng không? Anh chị nhớ nhé. Và hãy nhớ một chi tiết này, đây là chi tiết hết sức quan trọng này. Một số anh chị nói rằng giá mà được bảo trợ giúp thì tốt biết mấy. Xin nhắc lại, anh chị còn chờ đợi bảo trợ giúp. Bởi vì chúng ta sẽ là một người có tính cách và sự đòi hỏi. Cách chúng ta làm một việc, cách chúng ta sẽ làm nhiều việc như vậy. Nếu chúng ta chờ bảo trợ chúng ta giúp chúng ta tuyển dụng một người, nếu chúng ta hy vọng bảo trợ tuyển tặng cho mình một người hay cho mình một đơn hàng, thì điều đó sẽ làm hại cuộc đời mình, anh chị, đúng không? Tất nhiên chúng ta là người đó nhận bảo trợ cho thì biết ơn, nhưng tuyệt đối không bao giờ được mảy may suy nghĩ với một cái ý niệm rằng giá mà ước mong, đúng không ạ? Bởi vì cái ý niệm đó sẽ hại đời mình, anh chị. Và càng tồi tệ nếu như anh chị nói rằng giá mà ông đấy giúp mình, giá mà ông đấy tuyển tặng cho mình thì tốt biết mấy. Bởi vì anh chị hãy nhớ xác định chúng ta là diamond, chứ không phải là một người 12, 15, 18, 21 gì cả. Bảo trợ có thể tuyển giúp mình, tặng cho mình một đơn hàng, nhưng không bao giờ giúp mình được điều đấy để lên được diamond, anh chị. Phải đi trên đôi chân của mình, không có cách nào khác. Đấy. Và nếu như trong đầu chúng ta còn một cái mảy may suy nghĩ giá mà, thì điều đó hại đời mình, anh chị ạ. Đừng bao giờ chờ đợi. Không tin anh chị thử nghiệm lại bản thân mình mà xem. Có phải mình đã có lúc mong ngóng chờ đợi
Và chính điều đó dẫn tới mình chưa thành công được như mình mong muốn. Còn Yên tin tưởng tuyệt đối, Yên tin tưởng mạnh mẽ rằng chỉ cần 500 anh chị ở đây, ai cũng trân quý. Nào bây giờ Yên hỏi Thạnh thực sự nhá, anh sẽ suy nghĩ và xem nhá. Một là mình thích bảo trợ giúp mình tuyển dụng một người hay bán hàng cho một người. Và rồi mình trở thành một người có tính cách, có sự chờ đợi. Hai, mình học giỏi, mình giỏi con đường Diamond để trở thành Diamond thực sự. Anh chị chọn mình là ai? Yên kể cho anh chị nghe câu chuyện. Có một cái câu chuyện kể về một cái tổ kén, trong đó có một con tằm. Và con tằm đang nỗ lực chui ra khỏi tổ kén. Nó rất là đau, nó chui ra và nó không chui ra được. Lúc đó anh chị ạ, một cậu bé mới quan sát cái cảnh như vậy, cậu mới thấy là nó rất là đau. Cậu mới lấy con dao tem rạch cái tổ kén. Và con tằm nó chui ra một cách vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên suốt phần còn lại của cuộc đời nó không bao giờ trở thành một con bướm sặc sỡ được. Bởi vì sao? Bởi vì nó béo ngậy như vậy, cánh nó bé xíu ấy, nó không bao giờ bay được trên bầu trời. Bởi vì nguyên lý để có thể từ một con tằm trở thành một con bướm, lột xác trở thành con bướm, thì nó phải chịu đói, chịu khát trong nhiều ngày. Cơ thể nó phải gầy rạc đi, cánh nó phải mọc dài ra. Nó giống như chúng ta ấy, đúng không ạ? Tóc nó phải tốt đẹp đi, đúng không? Móng tay nó phải tốt đẹp, kiểu thế. Gầy rạc đi thì cái cánh nó mới có thể nâng đỡ cả cơ thể nó lên được, mới trở thành con bướm sặc sỡ được. Vậy mà lấy con dao tem rạch cái tổ kén thì nó không trở thành con bướm được. Chúng ta cũng vậy. Vô tình chúng ta đòi hỏi bảo trợ, mong ngóng bảo trợ giúp đỡ mình, thì đó không khác gì chúng ta đang chờ một ai đó rạch cái tổ kén cho mình. Và chúng ta sẽ là một con nhộng béo ngậy. Béo ở đây trong mặt kép, tức là béo về mặt tâm trí, lười suy nghĩ, đúng không? Lười ý chí, không nghị lực. Quay trở lại cái câu chuyện 21 của Yên, mọi người thấy đấy, bản thân Yên, cái việc mà Yên đi tiếp thị ở quán cắt tóc gội đầu này, nó có giúp Yên thành công không anh chị? Nó có giúp Yên thành công không ạ? Nó có giúp Yên lên 21 không ạ? Nó không giúp Yên lên 21, nhưng nó giúp Yên trở thành Diamond. Tại sao? Tại vì Yên đã có sự dũng cảm của một người thành công, đúng nào? Dũng cảm của một người thành công, dũng cảm, đó là điều quan trọng. Nó không giúp Yên trở thành 21 đúng. Lên được gọi điện thoại nữa. Yên làm một việc chưa xong nữa mà. Yên làm một việc rất đau khổ và Yên lại tiếp tục thất bại. Nhưng nó lại cơ sở để Yên thành công lâu dài. Đó. Và đây là bài học xương máu anh chị. Bài học này nói đến điều gì? Nói lên sự thực sự bài học xương máu anh chị. Bài học này nói lên một điều là khi không biết chính xác. Đâu rồi? Anh ơi, anh bầu em làm cô hết, em hỗ trợ nhé. Okay. Rất nhiều người làm câu hát mà. Ok, đấy. Thì nhắc lại nhá. Yên thất bại thì ngày đó vì Yên không biết chính xác là xây dựng một nhóm bao nhiêu người thì nên 21. Ngày đó anh chị, nó khổ chỗ đấy. Khổ lắm. Cho nên Yên hứa là sau này Yên sẽ tạo ra những công thức. Và một trong điểm mạnh của Yên là những công thức. Vậy khuyên bây giờ anh chị ạ, cứ tạo nhóm 30 người, trên dưới 30 người, tức là dao động khoảng từ 20 tới 40 người, thì anh chị sẽ lên 21 rất khỏe. Còn đồng ý 5 người lên được, 10 người lên được, nhưng nó vất vả. Tất nhiên cũng có những người vẫn phát triển tiếp, nhưng nó vất vả. Nên khuyên anh chị xây dựng đủ lượng, nó thành chất, đúng không ạ? Đây là công thức rồi. Công thức rồi. Với cái năng lực bán hàng hiện nay nhàn nhàn vui vui, bán khoảng 3 đến 500 PB là hợp lý, đúng không ạ? Vì thế, trên dưới 30 người là hợp lý. Đấy. 3 đến 500 PB. Còn đương nhiên, bán 1.000 được, 2.000 tốt, 4-5.000 tuyệt vời. Nhưng để bán mà như chơi, thì hãy bán 3 đến 500 PB. Nha. Thỉnh thoảng bảo trợ kêu gọi một chương trình vượt ngưỡng để thành công hơn. Được, sẵn sàng luôn con số 1.000. Đúng không? Ví dụ chương trình tháng sau giả sử nên kêu gọi một chương trình 1.000 đến tặng một bí mật rất hay vào số chị đây. Rất nhất định phần đấu, highlight phát nào. Đúng không? Bán hàng là kỹ năng đầu tiên nên làm giàu nó gì, đúng không ạ? Ok. Vậy thì đấy là bài học. Anh chị vẽ ra cho mình lộ trình. Vậy nhắc lại, đó là chúng ta biết số lượng người, đúng không ạ? Số lượng người. Đấy. Và chúng tôi đã nghiên cứu ra có một cái công thức rất là tuyệt vời để anh chị có thể xây dựng một cái chương trình nên Diamond xây theo hai chân,
theo một công thức như này. Anh chị chép về, nếu không hiểu thì gọi điện cho Yên, còn nếu hiểu thì nhớ đây là kho báu. Tụi Yên trước đây không bao giờ biết. Yên nhắc lại nhé, không biết số lượng người này đâu. Bây giờ ai đó nói cho chúng ta biết số lượng người đấy là một tài sản vô giá. Trước đây không có một kế hoạch 12 tháng xây được 6 chân đâu. Cho nên ngày hôm nay biết được nó là tài sản vô giá, hãy trân quý nó, đúng không ạ? Ok. Và vậy thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta hãy nhớ. À, bây giờ chúng ta làm gì? Đầu tiên chúng ta có một cái kế hoạch rồi, có lộ trình rồi. B, chúng ta bắt đầu. À. Bắt đầu anh chị ạ. Thì anh chị sẽ làm như sau, nó có 3 giai đoạn. 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đó là dành thời gian học quy trình. Thạo 6 bước quy trình. Ngon. Đấy. Thậm chí cứ rảnh một phát anh chị này, ê này, tôi vừa bán hàng xong. Bây giờ dạy gì tôi đi. Ê này, vừa tuyển tôi xong rồi mà tôi không bán được hàng đấy. Làm gì với tôi tiếp đi, cứ như vậy anh chị. Đấy. Đó là giai đoạn 1. Học cho thạo quy trình. Tùy có người nhanh người chậm khác nhau, 1 2 tuần, 1 2 tháng, cái này em không đảm bảo nhá. Giai đoạn 1 anh chị. Có những người như anh Ngọc Anh 2 ngày. Có những người 1 tuần. Có những người 2 tuần, có những người thậm chí 2 tháng. Có những người tới tận 2 năm vẫn chưa thạo. Đúng không ạ? Cái đấy do mình chọn. Giai đoạn 2. Tạo nhóm 15 đến 20 người. Đấy, tạo nhóm 15 20 người. Đấy, quan tâm tất cả thành viên. Xác định mình tuyển dụng là chính. Trong 15-20 người này mình phải tuyển 10 người. Áp dụng cái phương pháp tuyển không hết mối quan hệ. Ok. Đấy. Tạo xong được nhóm 15-20 người thì giai đoạn 3 lên 21. Áp dụng phương pháp doanh số đầu tháng. Là về 21 thôi mà. Đúng không? Tìm ra bộ 3. Doanh số ngày mùng 1. Ôi giời, dễ không nghe, 3.000 quá đơn giản đúng không ạ? 3.000, 15 là 6.000 đúng không ạ? Đến ngày 20 là 9.000. Thế là về 21. Đấy, công thức là vậy. Ok, rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì đó là phần chia sẻ của Yên. Những gì anh Ngọc Anh đã từng tạo ra bản thân Yên như ngày hôm nay. Đấy, Yên rất là muốn chia sẻ lại anh chị. Và sau lần đấy, Yên nhớ rõ ràng mục tiêu của tôi là Diamond. Đúng không ạ? Thật ra ngày đó thì không dám nghĩ về Diamond đâu, nhưng mà vẫn ước mơ là chức danh Diamond. Nhưng trước mắt thì đặt mục tiêu là Gold. Nhưng ngày hôm nay em khuyên anh chị đều là người lớn rồi, Diamond luôn đi. Thậm chí em khuyên là thôi thì không có đeo cái mấy cái huy hiệu khác cả. Tốt, nhưng tốt hơn là anh nghĩ Diamond hãy đeo, đúng không ạ? Và xin chị đây cam kết là đến Diamond chúng ta mới đeo huy hiệu cho nó phê. Hai cái này cái ạ. Ok nhá, đấy, cam kết. Ít nhất dành 1 đến 3 năm tạo dòng tiền, đúng không ạ? Không phải là kiếm tiền nhá. Và rõ ràng với mục tiêu của mình. Vậy thì việc đầu tiên đó là ngày mai cam kết tuyển dụng một người, đúng không ạ? Không thể được tối mai khỏi đi ngủ nha, khỏi ăn cơm tối. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần chia sẻ rất là thú vị đến từ Hải Lý. Hải Lý sẽ có vài điều hay lắm. Ok, xin mời Hải Lý. Vâng, em chào bạn chị. Anh cho em. Ok ạ, cảm ơn anh.